Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về Thứ Số trên kênh Kiến Thức Tử Vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như của người khác. Và lời đầu tiên thì Kiến Thức Tử Vi chúng tôi xin gửi tới các anh chị cùng các bạn một lời chúc sức khỏe. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, cũng như anh chị đã biết thì trên kênh Kiến Thức Tử Vi của chúng tôi chuyên đăng tải về các nội dung như tử vi về tướng số và tử vi về phong thủy, xem tướng số qua những đường chỉ tay và những nội dung về tâm linh. Và các bạn thân mến, trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến Thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi về tướng số về top 4 con giáp kiếm được tiền tỷ trong năm 2020, có một cuộc sống giàu sang phú quý, tha hồ mua nhà sắm xe, du lịch nay đây mai đó. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào, liệu các bạn và các anh chị có may mắn được nêu tên trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay hay không, thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến Thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết trong ngày hôm nay ở dưới đây nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay về 4 con giáp có số kiếm được tiền tỷ trong năm 2020. Đối với người tuổi Thân thì dư giả mua nhà sắm xe, còn với người tuổi Hợi thì vi vu du lịch nay đây mai đó, tiền lúc nào cũng đầy két. Khi bước sang năm 2020 thì có 4 con giáp sau đây sẽ nhận được phúc khí ở cung tiền tài. Tiền bạc không chỉ có sự tăng trưởng mà còn tăng nhanh một cách mạnh mẽ, không chỉ đủ tiêu mà còn vi vu du lịch khắp nơi nay đây mai đó. Nếu bạn mà thuộc một trong số những con giáp dưới đây thì bạn hãy chuẩn bị một tinh thần đón một loạt tin vui về tài lộc và hãy lên một kế hoạch để chi tiêu làm sao cho hợp lý nhé. Và các bạn thân mến, con giáp đầu tiên nằm trong số top những con giáp mà kiếm được tiền tỷ trong năm 2020 đó là con giáp người tuổi Sửu. Khi bước sang năm 2020 thì người tuổi Sửu sẽ thấy vận may kim tiền nó xuất hiện ngay sau khi hết tháng đầu tiên của năm mới. Một cơ hội về công việc mới đối với con giáp này cùng với quý nhân luôn cặp kè bên cạnh và những người thân sẽ đưa bạn tới một môi trường lý tưởng, có thể phát huy tối đa về năng lực của mình và sẽ có nhiều những cơ hội để phát triển trên con đường tài lộc. Đối với người tuổi Sửu thì đặc biệt là có vượng khí ở các mối quan hệ. Không chỉ bạn mà đối tác, đồng nghiệp đều có thể trở thành thần tài và bùa hộ mệnh cho con giáp này trong năm 2020. Thay vì chủ động làm giàu thì người tuổi Sửu sẽ được trao cho rất nhiều những cơ hội để kiếm tiền một cách khá thuận lợi. Nói một cách khác là con giáp này chỉ cần ngồi yên thì tiền cũng sẽ tìm đến với con giáp này trong năm 2020. Điều cốt lõi là người tuổi Sửu chỉ cần biết chớp lấy thời cơ đúng thời điểm và nắm chặt lấy cơ hội đó thì tiền sẽ chảy vào nhà con giáp này như thác đổ. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai mà nằm trong top 4 con giáp kiếm được tiền tỷ trong năm 2020 đó là con giáp người tuổi Tỵ. Sau một năm dài dậm chân tại chỗ thì người tuổi Tỵ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì kinh tế sẽ chuyển biến tốt đẹp ở năm 2020 đối với người tuổi Tỵ. Về bản mệnh tuổi Tỵ thì đã có thêm những cơ hội phát tài ở đường công danh, một sự thăng chức tăng lương sẽ đến cùng một lúc, hoặc là con giáp này sẽ nhận được một công việc mới với mức đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. Còn đối với người tuổi Tỵ thì có duyên với tiền bạc trong năm Canh Tý là điều hiển nhiên. Và con giáp này vừa kiếm được nhiều tiền, lại vừa được cho tiền,
hoặc là khoản kế thừa từ người thân hoặc bố mẹ, gia đình hoặc tổ tông truyền lại. Và con giáp này trong năm nay thì luôn được quý nhân trợ vốn trên con đường công việc và việc đầu tư, thì con giáp này cũng rất suôn sẻ. Và cuối năm 2020 thì con giáp người tuổi Tỵ cũng sẽ hoàn thành một mục tiêu lớn về chế độ bất động sản của con giáp này. Vì vậy mà trong năm nay con giáp này tiền bạc đổ vào nhà cứ ùn ùn. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba mà nằm trong số 4 con giáp kiếm được tiền tỷ trong năm 2020 đó là con giáp người tuổi Thân. Về cục diện tam hợp Thân Tí Thìn, nó đã giúp cho người tuổi Thân đắc tài đắc lộc khi bước sang năm Canh Tí 2020. Khi vận xui đã hết thì con giáp này sẽ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc luôn có sự thay đổi một cách tích cực và kéo theo đó thì tài vận cũng kéo theo. Từ đó về tài lộc sẽ chuyển biến với con giáp này một cách không ngờ. Ngay khi từ đầu bước sang tháng 1 thì mọi nguồn thu đều tăng dần, nằm ngoài mong đợi của người tuổi Thân. Với những ai mà vào với con giáp này, nếu làm công ăn lương cũng sẽ có một thu nhập nhiều từ công việc tay trái, mà người làm kinh doanh buôn bán thì luôn được thần tài rót lộc đến liên tục, may mắn có một lượng khách hàng và đơn hàng, và tất cả giá trị sản phẩm của con giáp này buôn bán đều tăng nhanh. Nhất là trong năm 2020 này thì Thân sinh năm 1992-1980 là có vận son hơn cả những con thân khác, không chỉ mua được nhà sắm xe mà con giáp này cũng sẽ dùng tiền kiếm được để tậu thêm nhiều tài sản giá trị như mua nhà, mua đất hay thành lập công ty mới hoặc mở cửa hàng riêng. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư mà nằm trong số 4 con giáp kiếm được tiền tỷ trong năm 2020 đó là con giáp người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ có một năm phát tài phát lộc và phát huy tối đa sự thông minh của mình. Con giáp này lanh lợi ở lĩnh vực thương mại, tài chính thì thường con giáp này rất sáng tạo và nghệ thuật. Vận khí của con giáp này vô cùng rực rỡ với các dự án có giá trị liên tục tăng, cộng thêm hiệu quả công việc xuất sắc đã giúp cho vận trình công danh tiền bạc của con giáp này cực kỳ rộng mở một cách đáng kể. Nhưng tuy nhiên thì người tuổi Hợi không phải tiếp lăn xả vì công việc hết mình và chỉ biết kiếm tiền mà không biết hưởng thụ. Và trong năm Canh Tí 2020 thì bản mệnh của người tuổi Hợi đã xuất hiện nhiều điềm báo dịch chuyển, và con giáp này sẽ du lịch rất nhiều hoặc là thưởng ngoạn hoặc là công tác. Thêm một may mắn nữa là năm nay thì sức khỏe của con giáp này cũng ở ngưỡng rất dồi dào hơn bao giờ hết. Nên con giáp này hãy tranh thủ tận hưởng thật nhiều ở trong năm Canh Tí 2020 này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những con giáp khổ trước sướng sau. Như khi những con giáp này đến tuổi 30 thì có thể muốn gì được nấy, và lúc này thì tiền bạc sẽ không thiếu. Về những con giáp dưới đây sẽ có một số mệnh an bài sẽ sung túc giàu sang suốt đời. Dù là thời trẻ có khó khăn đến mấy thì ngưỡng tuổi 30 cũng sẽ phất nhanh lên như diều gặp gió, tiền bạc tiêu xài mãi không hết. Và các bạn thân mến, con giáp đầu tiên nằm trong số những con giáp khổ trước sướng sau đó là con giáp người tuổi Ngọ. Ngọ là một trong những con giáp có cuộc sống khá vất vả ở thời trẻ, nhưng khi con giáp này đến tuổi 30 thì vận mệnh của bạn có nhiều chuyển biến một cách rõ rệt. Vì vậy mà những ai đang phải trải qua những giai đoạn khó khăn thì hãy bình tĩnh và chăm chỉ hơn trong công việc. Người ta có câu, người có công thì trời không phụ. Và con giáp này hãy tin tưởng, chắc chắn những công sức của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Về những khó khăn trước kia thì giờ nhanh chóng qua đi, đổi lại là một cuộc sống giàu sang, tràn ngập nhiều điều vui vẻ. Thế nên con giáp này hãy
biết nắm bắt những cơ hội để làm giàu cho mình. Đến một thời điểm thích hợp thì bạn sẽ gặp và phất lên như diều gặp gió. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong số những con giáp khổ trước sướng sau, đó là con giáp người tuổi Sửu. Sửu là một con giáp thật thà chăm chỉ, lại là một con giáp luôn cần cù chịu khó. Dù có vất vả đến đâu thì con giáp này cũng sẽ vượt qua và luôn đối đầu với nhiều thử thách để trưởng thành hơn. Nhưng tuy nhiên, đừng quá ham công tiếc việc mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh của mình đó. Khi con giáp này ở thời tuổi trẻ thì luôn có một cuộc sống khá khó khăn, luôn bôn ba nhiều, nhưng đổi lại không được mấy khá khẩm. Và tuy nhiên, đến khi hậu vận thì con giáp này cực kỳ tốt đẹp hơn, tiền bạc tiêu xài phủ phê, chẳng phải lo nghĩ nhiều. Và khi về già thì công việc của bạn sẽ càng hạnh phúc và bình yên hơn, không bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều đến chuyện cơm áo và gạo tiền. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba mà nằm trong số những con giáp khổ trước sướng sau, đó là con giáp người tuổi Dần. Dần là một trong những con giáp luôn chăm chỉ phấn đấu hết mình trong công việc. Và những người tuổi Dần thường là những người có tài lãnh đạo và luôn có một tiếng nói rất trọng lượng, khiến cho nhiều người phải kính nể. Nhưng tuy nhiên thì bạn cũng khá chật vật trước khi có địa vị như hiện tại, nhưng cũng rất khó khăn đó là không khiến bạn phải nản chí, và Dần luôn cố gắng phấn đấu lao động hết mình để có thể đạt được những điều mà mình luôn mong muốn. Sau đó, khi đạt được một mục tiêu thì bạn cũng đừng quá tự cao tự đại, sẽ kẻo bị người khác ghen ghét và tìm cách hãm hại. Và khi gặp khó khăn thì đừng vội nản chí, về những công sức của bạn bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, chỉ cần bạn chăm chỉ lao động và luôn phấn đấu trong cuộc sống thì ắt bạn sẽ được hưởng một thành quả cao quý đó. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.